Vâng, chào mừng các bác đam mê chơi BCB trên mọi miền Tổ quốc ạ. Thì cũng là những ngày ở cuối năm rồi, thì em sẽ xin chúc anh em một năm mới an khang thịnh vượng và gặp nhiều may mắn ạ. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu về cho anh em một số mẫu bơm chuyên dùng cho súng BCB hoặc là Taekwondo SX và một số súng chuyên quân dụng khác nhé. Đấy, thì hôm nay em cũng giới thiệu về 5 mẫu bơm. Và bên em cũng có chương trình lì xì đầu năm mới cho anh em. Đó là khi anh em mua hàng thì bên em sẽ tặng cho anh em một cái lọ nước làm mát trị giá 50.000 nhé. Đấy, hoặc là một lọ dầu. Đấy, thì anh em tùy anh em lựa chọn. Anh em lấy lọ nước làm mát hoặc là lấy lọ dầu bôi trơn thì tùy anh em nhé. Thì không phải để anh em chờ đợi lâu nữa. Thì sau đây em sẽ đi vào giới thiệu cụ thể 50 mẫu bơm bên em mới về, hàng 2022 mới nhất anh em nhé. Đây, trước hết em sẽ giới thiệu cho anh em là cái loại bơm này thì chân cái ngén không gấp, đồng hồ bé, lọc ẩm bé. Đấy, tay cầm thì rất chi là chắc chắn. Đấy, tay cầm thì rất chi chắc chắn nhé. Để anh em bơm thì rất chi là ok. Cái này thì bên em đang bán với giá 600.000 đồng. Đấy, đã tiền bao ship đến tận nhà cho anh em. Quyền lợi anh em nhận hàng, kiểm tra hàng, đúng hàng anh em đặt thì anh em sẽ thanh toán giúp em nhé. Đấy là cái bơm đầu tiên. Thì cái bơm thứ hai thì em muốn giới thiệu đến anh em là hãng SB con báo nhé. Hãng SB con báo rất chi xịn sò. Những cái thương hiệu này thì được rất chi là nhiều anh em đang tin tưởng và sử dụng rất chi là nhiều nhé. Cái này thì chân gấp cánh én để anh em đi rừng hoặc là đút ba lô thì rất chi là tiện, gọn. Đồng hồ to, đồng hồ dầu nhé anh em nhé. Cái lọc ẩm bé. Cái này thì bên em đang bán với giá 800.000 đồng. Đây đã tiền bao ship đến tận nhà cho anh em. Đấy. Cái bơm thứ ba em muốn giới thiệu đến cho anh em là cũng thương hiệu SB con báo nhá. Đồng hồ, cái này đồng hồ to. Cái này thì bơm được khoảng từ 250 cân đến 320 cân nhá. Đấy. Đồng hồ to, lọc ẩm to. Cái này thì bên em đang bán với giá 850.000. Đấy. Một mức giá rất chi là hợp lý để anh em lựa chọn. Và em muốn giới thiệu cái thứ tư cho anh em nhé. Đây là cái bơm cũng là thương hiệu SB, chân gấp cánh én. Đấy. Đồng hồ to, lọc ẩm to. Cái này thì bơm đặc biệt anh em nhé. Cái này thì chống nóng. Để anh em bơm thì rất chi là ok. Cái này thì bên em đang bán với giá 900.000 đồng. Đấy. Cái này thì chống nóng, thân làm bằng inox thì rất chi xịn sò. Và em muốn giới thiệu với anh em cái bơm thứ 5. Đây là thương hiệu Seasonsin. Đây có chữ chìm Seasonsin đây anh em nhé. Đây, chữ chìm Seasonsin. Chân cánh én không gấp. Đồng hồ thì cái này 50 mba. Anh em bơm được từ khoảng 350 cân đến 430 cân anh em nhé. Đấy, đồng hồ to, lọc ẩm to. Nếu mà anh em đã từng dùng bơm, đã nghe đến thương hiệu Seasonsin thì chắc anh em cũng biết là cái loại bơm Seasonsin này bây giờ đang đứng đầu trên thị trường. Cái bơm này thì em cũng nói luôn với các bác, cái bơm này thì rất chi là kén khách, bởi vì cái giá thành của nó thì rất chi là cao so với những loại bơm kia. Thì cái này em thông báo giá luôn, cái này bên em đang bán với giá 1.800.000 đồng. Đấy, như đổi lại thì cái chất lượng của Seasonsin này thì nó bền bỉ theo năm tháng anh em nhé. Đấy, thì phụ kiện đi kèm là một cái túi lọc ẩm và cái túi lọc ẩm đây nhé, hoặc lọc ẩm với Seasonsin để anh em thay thế khi cần thiết nhé. Một lọ dầu như này để anh em bơm vào những cái chỗ cần thiết nhé. Và một cái cà lê đa năng để anh em tháo ra, anh em cho nước hoặc là cho dầu vào. Đấy. Và như đầu video cũng đã nói là bên em sẽ có chương trình anh em mua bơm đầu năm thì bên em sẽ được tặng cho anh em, khuyến mại cho anh em là một lon nước làm mát như này để anh em cho vào bơm để bơm mình bền bỉ và bơm hiệu quả hơn nhé. Vâng, một video ngắn em làm đến đây thôi. Nếu mà các bác xem được video của em thì hãy cho xin một nút like và một đăng ký kênh để ủng hộ em nhé. Vâng, em xin chào và hẹn lại các bác ở những video tiếp theo em ạ.